nãy giờ nãy chưa có thâu nè, để nói lại mất cái cục lý thuyết rồi. Nói lại nè, cái hồi nãy giờ không có thâu hả? Dù mày uống là nói lại nè, cái tên đầu của nó là nó dính tới cái bắt đoạn cổng, là dính tới 8 cái kỹ thuật căn bảy góng. Cái đoạn cổng này coi như là một khúc vải, là một cái lúc là cái nguyên cái cột sống này, kéo theo chiều dọc, kéo vốn góc, kéo đường chéo. Cái này là kéo ở ở dưới vừa cuốn tròn, cái này là xoay miếng vải, này xoay cột sống, cái này là vũ cột sống, cái này là vắt cột sống, cái này là giọng cột sống. Thì cái đoạn vải là tám đất đoạn cổng, tức là 8 kỹ thuật căn bảy góng của Trung Quốc. Cái đó là nó mô tả cái thời đại mà thời kỳ tơ lụa Trung Quốc, nó nói cho dân nó hiểu, tức là bình dân cái môn cái công đó, cái từ bình dân là đoạn cổng. Còn trong lý thuyết đó, là nó 8 cái đường cốt thép để đúc một cái ông công đứng này, là có 8 đường: 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường, 5 đường là cái đường vòng quanh. Nó tượng trưng cho một cái cốt thép, nó gồm 4 cái thanh đó, và nó có cái dây đàn xung quanh. Là thức thứ 5, 4 thanh là 4 kia, còn thức thứ 6 là nằm ở giữa. Thức thứ 7 là cái lồng ngực con người, cái lồng ngực. Thức thứ 8 là cái xương cá trong lưng, nó hình như xương cá sau lưng, là 8 thức, tức là cấu trúc cuộc sống nó gồm những cái xương vậy. Đó là giải thích. Thì cái bát long cẩm là chính là 8 cái kỳ kinh trong cơ thể người. Thì 8 kỳ kinh đó là khi mà tập về vật chất nó là tập cuộc sống. Nhưng mà khi mà khí nó chạy là 8 kỳ kinh nó mạnh lên. Thì mỗi kỳ kinh nó có những tính năng như là cái hình này đã nói đây. Khi luyện xong cái bài này, tại vì nó là dương duy, là nó chuyên về dương không. Này đây là có thiếu dương, thái dương, thái dương, thiếu dương, dương minh. Tức là cái kinh đổn này có khí thiếu dương, kinh bằng quan có khí thái âm, thái dương, kinh tiểu trường khí thái dương, kinh tam tiêu khí thiếu dương, kinh vị là bao tử nó có khí dương minh. Khi tập cái này thì cái khí dương này nó cấp khí dương vô năm cái tạng phủ sau này, thành ra cái người khỏe lên và chữa được các bệnh liên quan tới mật, bằng quan, ruột non, tam tiêu và bao tử. Mà trong các bệnh ở ngoài thị trường đang chữa thì nó dùng cái mạch dương kia, nó chữa bệnh cảm cúm, bệnh lạnh gối, bệnh cứng đờ mệt mỏi toàn thân, bệnh sưng tấy vào đầu, sốt tại các khớp và tứ chi đổ mồ hôi đẹp. Đó là cái kết quả của bao nhiêu năm đang nghiên cứu. Thì cái bài tập này khi liên quan tới hai ngón áp út và ngón áp út chân, cái này phải có lực để đẩy lên, cái này lực bấm xuống. Còn cái tập nó gồm 5 công đoạn tập, bây giờ chỉ 5 công đoạn tập. 5 công đoạn tập nó như sau. Ra mà đứng tập theo sẽ đây. Công đoạn thứ nhất, cái đoạn đoài này bắt đoạn cẩm là nó lấy từ của mông cổ với cái gì, cái chừng nó che cái camera. Để ta để camera qua đây. Nó che. Đó. Thức mông cổ nè. Cái đầu tiên là nó môn này là của kỵ binh ngày xưa của mông cổ, nó cưỡi ngựa, nó phải đứng theo tư thế cưỡi ngựa vậy. Động tác thứ nhất là hai cái tay nó đang lại vậy, kéo lên tới như ngực. Động tác thứ nhất là đang đứng cong vậy nè, kéo thẳng lên ngực, là hồi ta chỉ cái nội dung bên trong. Thứ hai là để lên vậy, ngó cho cái tay nó thẳng, nhìn nó phía trước, xô lên. Động tác thứ ba là máng cái tay vô cái cọc vô hình, đè cái gót xuống, cái tay ở trên cố định, chân gót thì đè xuống, đè xuống là đoạn thứ ba. Đoạn thứ tư chờ cho nó thung lại, thung xuống. Đoạn thứ năm là bung ra. Đó, hết. Bây giờ mày đứng vô đây minh chứng cái kỹ thuật của nó. Tại mày không có hiểu, mày thấy vậy nó không phải vậy đâu. Rồi đứng sát cho tường đi, chân đứng vậy, cái chân phải không có bẹt xong xong đó. Rồi động tác thứ nhất là lôi cái tay tôi lên em, lôi đó, thấy nó vô cột sống, kéo lên tới ngực, thẳng hai gối lên đó. Một động tác thứ hai, xoay lên, nhón chân xô cao lên, đẩy lên đó, giơ lên. Rồi động tác thứ ba, sát vô tường, nhón lên cao lên. Thứ ba rồi, động tác tôi là giữ cái tay cố định ở trên, đẩy gót sát xuống đất, đẩy xuống từ từ đó. Đó, thở từ từ, một, thở hai, thở ba,
cho khi nào cái góc chạm xuống đất rồi cái thùng xuống để cho nó thùng lại, người ta thứ năm bụng thả cái chân xuống lại đó, thấy không? Làm lại đi, có năm công đoạn làm chúng nó nhớ là cái tay không được sụt xuống nè. Động tác thứ nhất ta làm tập thứ nhất, tưởng tượng lôi gì lên tới người dưỡng ngực. Động tác này tập tới 3 phút rồi. Nó thứ hai chậm xô lên 1, 2, 3, 4, 5 thở 5 lần nó lên cao. Rồi treo đè gót xuống để tay trên 1, 2, 3 thở 4 hơi 5 hơi 6 hơi 7 hơi 8 hơi cho cái gót nó chạm gần xuống đất xong đứng yên, rồi thở 5 hơi cho nó quân về lại, thả tay thư giãn xong rớt 1, 2, 3, 4, 5 đó. Ta làm hơi nhanh chứ ở ngoài tập 3 phút rồi, tập lại đi, tập thì tập sao tập một thức nó dài 3 phút mà. Thường thường từ dưới lên tới đây là 12 hơi thở, từ đây lên tới đầu 12 hơi thở, nhích kéo lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 kéo 6 hơi đi, mới đầu còn tập dở, bắt đầu quay lên 6 hơi nè, để số 1 nhích lên cái 2, 3, 4, 5, 6 hít vô thở ra, rồi bây giờ để nguyên vậy, đè gót xuống 1, đè gót xuống, cái tay đứng yên, cái tay muốn đứng yên đứng sát vô tường, dính cái tay nó không sụt xuống, rồi để vậy, cái gót nhón lên, rồi giờ không được sụt cái tay xuống nha, rồi sụt xuống xuống 1 phân cái hít vô thở ra, tay vẫn bị tay, rồi 2, 3, 4, 5, 6 rồi thả gót xuống đứng luôn, thở 6 lần, thả lỏng hết toàn thân, 6, rồi bắt đầu rớt tay xuống, hít 6 hơi nữa, đó, tập lại đi, đó là cái bài tập nó đơn giản vậy đó, nhưng mà ta tập làm nhanh á, còn nó phải nhanh.